Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là phở Hồng Cúc bán buổi chiều, món mới là lẩu bò đồng giá 120 nha các bạn. Thì quý khách hàng buổi chiều có dùng lẩu bò thì đến ủng hộ phở Hồng Cúc nha các bạn. Đây, một rổ rau, chao và một dĩa thịt nhìn trông rất là hấp dẫn các bạn. Và mì gói thì mình cứ dùng vô thư, cứ một gói 5.000 nha các bạn ơi. Ngon bổ rẻ. Ban ngày các bạn cũng có thể mua lẩu bò được các bạn ơi, chứ không phải đợi tới buổi chiều đâu các bạn. Thì hôm nào có tổ chức tiệc hay là vui chơi bạn bè có thể đến ủng hộ phở Hồng Cúc nha các bạn. Hiện tại là mình bán lẩu ở hai địa chỉ, là cơ sở 1 của mình ở ngay góc đường cầu Lộ Dê, và địa chỉ thứ hai thì hiện tại là đang đối diện với lại quảng trường Mỹ Thành An, là bên đó đang tổ chức lễ hội hàng Thái Lan đó các bạn. Thì các bạn có gần xa có dùng thì đến ủng hộ phở Hồng Cúc nha các bạn. Hấp dẫn quá các bạn ơi, mình quay phim mà thấy nhìn chảy nước miếng rồi đó các bạn. Hấp dẫn quá các bạn ơi, 120k một cái lẩu bò, quá hấp dẫn luôn các bạn.